Xin mến chào toàn thể tất cả các anh chị em quay trở lại với Nail 7D. Thì bữa nay mình cũng làm một mẫu nail vẽ rất là nhanh cho cái ngày lễ tình yêu nha các bạn. Thì đối với những người khách mà của các bạn mà họ thích làm những màu lợt á, thì các bạn cũng có thể là làm theo kiểu này. Ở đây các bạn thấy là đây là cái tông màu brown, cái tông màu rất là lợt này. Rồi bây giờ mình dưới này mình bỏ màu trắng các bạn. Mình bỏ màu trắng mà trắng kem á, để mình tạo cái ombre nhẹ dưới đầu móng này cho cái bộ nail của chúng ta nó đẹp hơn. Thì cách mình làm ombre bằng nước sơn treo này các bạn biết rồi. Thì khi mà làm thì các bạn cứ sơn cái màu này trước rồi mình hơi khô rồi bắt đầu mình sơn cái màu khác lên. Ở đây các bạn thấy là mình sử dụng cái cọ này để mình làm cái ombre, mình vuốt lên cho nó đều cho nó đẹp đó các bạn. Mình vuốt lên này đó, mình vuốt ngược nó lên, vuốt ngược nó lên cho nó lan ra sơ sơ thôi. Tạo cái kiểu thôi các bạn, chứ mình không cần phải là làm cho nó quá chính xác. Nó nhẹ nhẹ đó, lần lần lên nó được rồi. Là mình, cái nail của mình ở dưới này nó trắng, trên kia là nó cái màu nó đờ 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 các bạn đó. Thì nó tạo ra cái nail của mình giống như là cái ombre vậy đó, cho nhìn cho nó đẹp hơn thôi, không có chi. Rồi bạn ha, vuốt lên, vuốt ngược lên. Đây, cái cọ này là cái cọ nếu mà các bạn không có cái cọ này, các bạn có cái cọ vẽ mà nó bị hư rồi đó, các bạn lấy, các bạn tỉa cái lông nó mỏng ra để mình làm cái cọ vuốt ombre này. Không thì các bạn phải có một cái cọ khác cũng nhiều lông như thế này, nhưng mà nó có hơi nó cắt ngang một đường á, để mình dùng mình chấm ombre các bạn. Rồi sau khi xong hết rồi các bạn ha, mình sẽ hơi đèn sơ cho nó khô đó, cho nó khô cái nước sơn này đi, rồi bắt đầu mình vẽ design. Ở đây là các bạn thấy là mình sử dụng cái gel này các bạn này, mình làm mấy cái đường đó, các bạn dứt lại, các bạn bỏ đại như thế này, bỏ qua bỏ tới bỏ lui bỏ ngang bỏ dọc bỏ tùm lum hết, các bạn hướng nào cũng được hết, là nó tạo ra mình cái design rất là dễ. Ngón mình này cũng vậy các bạn thấy không, mình bỏ lên. Thì cái đối với cái gel này các bạn, nếu mà các bạn để mà nó bị khô quá, bị cứng quá, thì các bạn bỏ vô trong cái tủ mà hấp khen á, nóng lên chút xíu là nó sẽ tan ra. Rồi bây giờ mình sẽ vẽ những trái tim màu đỏ trên những cái dây màu đen này đó. Thì ngày lễ tình yêu là anh chị em mình biết rồi, ngày lễ tình yêu là lúc nào cũng phải có những trái tim, những trái tim màu đỏ, trái tim của sự yêu thương và ấm áp. Nó sẽ tạo ra cho cái bộ nail của chúng ta là trong cái ngày lễ Valentine á, nó được ngọt ngào hơn đó các bạn. Thì bây giờ mình cũng sẽ vẽ tiếp tục bên này cũng vậy, vẽ những trái tim màu đỏ cũng ở giữa này, mình cũng vẽ trái tim luôn, nhưng mà mình không có vẽ những cái dây màu đen các bạn, mà mình vẽ những trái tim mà theo kiểu là chỗ con trái vẽ đại thôi, ở dưới cái đầu máu này nó vẽ đại mấy trái cũng được các bạn, 5-6-7 trái gì cũng được, vẽ đại thôi. Là mình cũng có được cái mẫu design nữa, rất là nhanh dễ dàng. À, nói chung là không có gì là khó, anh chị em mình ai cũng làm được máu này. Sau đó là các bạn có thể bỏ thêm chút glitter, glitter gold vô, màu vàng các bạn, cho nó óng ánh đó, bỏ đại vô cho nó óng ánh. Rồi xong nữa là các bạn hơi đèn thì khô, và mình bỏ thuốc cốt nước bóng lên, là các bạn sẽ có một cái mẫu DJ rất là đẹp cho cái ngày lễ tình yêu, là có những trái tim trên cái màu này, cái màu này màu lợt các bạn, trong màu lợt. Có nhiều khách họ không thích màu hồng màu đỏ, mà họ thích màu lục lợt như thế này, thì mình cũng có thể là thiết kế bộ nail bằng cái màu kiểu như thế này các bạn, ombre nhẹ nhàng đơn giản. Cảm ơn tất cả anh chị em mình rất là nhiều, và hẹn gặp lại các bạn trong những clip tiếp theo nha.